Ngày 31 tháng 1, Bộ Ngoại giao Mỹ đã ra tuyên bố nêu rõ Washington đang tích cực theo đuổi mục tiêu thành lập nhà nước Palestine độc lập với những đảm bảo an ninh cho Israel và tìm kiếm nhiều phương án cùng các đối tác trong khu vực. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, có nhiều cách để Washington đạt được mục tiêu đề ra, song cơ quan này chưa cung cấp thông tin chi tiết về vấn đề nêu trên. Tuyên bố mới nhất của Bộ Ngoại giao Mỹ được đưa ra trong bối cảnh trước đó cùng ngày, truyền thông Mỹ đưa tin cho biết, Ngoại trưởng nước này Antony Blinken đã yêu cầu Bộ Ngoại giao tiến hành đánh giá và đưa ra các lựa chọn chính sách về khả năng Mỹ và cộng đồng quốc tế công nhận nhà nước Palestine sau khi cuộc xung đột ở Gaza kết thúc. Theo kế hoạch trong những ngày tới, Ngoại trưởng Blinken dự kiến sẽ sớm thực hiện chuyến công du Trung Đông lần thứ 5 kể từ khi nổ ra cuộc xung đột giữa Israel và Hamas hôm 7 tháng 10 năm 2023. Hiện vẫn chưa rõ lịch trình của Ngoại trưởng Mỹ, song thời gian gần đây, Washington đã nhiều lần bày tỏ mong muốn Israel sẽ sớm kết thúc cuộc xung đột đang diễn ra ở dải Gaza.